Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi ở miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 3, em tiếp tục cân ảnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu hãng Technic. Model của nó là 770. Model này thì em bán cũng khá là nhiều rồi, nó nằm trong phân khúc giá rất bình dân, chứ chiếc âm của nó thì không hề rẻ tiền một chút nào. Và nó trưng bày rất là đẹp, chất âm của nó thì rất là hay, vượt xa tầm giá của nó rất là nhiều. Chiếc này thì được sản xuất năm 1988 với giá xưởng của nó là 59.800 yên, bằng chiếc đầu ở Sony 3 số 3 ES của Sony, nhưng mà giá thì bây giờ nó rẻ rất là nhiều. Đấy. Chẳng qua nó là cái thương hiệu Technic ấy, cái này không được giá thôi, nhưng thực sự là cái phần mắt đọc này, và chất âm của nó rất là tuyệt vời. Và nó có cái dải đèn tia vậy theo độ nhạc rất là đẹp. Ở chiếc đầu này thì nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 11,6 cm và chiều sâu của nó là 33,3 cm, và nó nặng là 6,5 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen, thiết kế nhìn rất là đẹp. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Technic rồi, dòng mắt từ bền bỉ ổn định và không gắn đĩa, chuyển bài nhanh. Phần chip giải mã của chiếc đầu này trang bị đến 4 cái chip giải mã PCM56PJ. Thêm với đó là sử dụng cái mạch CRA, chất âm đưa ra rất là sạch sẽ, chi tiết. Các bác nghe nhạc vàng bolero rất là tuyệt vời. Nó có thêm cái tải đèn tia vảy này, rất là đẹp mắt. Nó có đủ đường xuất âm ra, đường aux, đường coxan và đường quang để cho các bác kết nối với thiết bị bên ngoài. Thì chiếc đầu này cũng không có khiển kèm theo đó nhé. Đấy, bên cái giá thì bên em bán thì chỉ bảo là cái giá đầu không thôi. Và tới đây thì em xin quay chi tiết cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để các bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền. Đây, này. Nó sử dụng cái mặt camera này, chất âm con này là 18 bit nhé. Các bạn 4DAC 18 bit này. Thì về tình trạng này, đây nó có bị bay cái chữ 770 này. Đấy, thì em chấm chút sơn đây rồi. Đấy. Và cái mép cạnh này nó cấn nhẹ một chút thôi. Còn lại thì rất là đẹp nhé. Đây có một cái vết cấn nhẹ cho này. Không đáng kể. Đồng hồ quát hiển thị sáng rõ luôn. Lúc đít đây này, để là bấm để cho nó bài đèn nhạc nhé. Con lưu ý giúp em, để ý cho em. Và cái nút này là cái nút là đi tổ sáng này, là có đường đi tổ rõ sáng, còn đâu tắt đi này lên tổ không sáng nhé. Lại bật sáng cho đẹp. Cạnh đây đẹp. Cái phần lắp lưng này thì lắp lưng này có ố nhẹ nhé, nhưng mà em để nguyên. Cái lớp sơn zin của nó rất là bền nhé. Bác nào thích sơn thì em sơn cho, để viên zin rất là bền. Các bác dùng đến hỏng cái đầu chắc là cái nó không bị sao được ạ. Bên này cũng vậy này. Cạnh trên của nó đây, cạnh trên của nó thì rất là đẹp nữa. Bên trên đắp lưng này thì nó có những ố dạn này. Ở phía sau của nó còn khá là đẹp. Nó có đường aux xuất âm ra, chân giắc mạ vàng này, đường coxan này và đường cổng quang màu đỏ là bình thường nhé. Nó sử dụng cái nguồn điện model của nó SNP770, điện 100V, công suất 16W và được sản xuất Nhật Bản. Sony máy của nó đây, Sony máy của nó AC7J23 A135, sử dụng dây nguồn số 8 rồi. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của nó thì còn rất là mới rồi. Máy móc zin nguyên bản, mắt đọc mắt từ zin thông máy đây, bộ cơ chắc chắn êm ái. Các bác nhìn cái dàn tụ này đã thấy đã giá trị rồi, toàn bộ tụ đỏ Califa nhé. Thêm cái tụ xanh này là tụ có Lichcom Music. Và đây nó là 4 con TSC PCM56PJ, một con, hai con, ba con, bốn con. Đó. Âm sắc của nó rất là tuyệt vời. Đây là phần đáy, cái dưới này ốp thêm phần đáy nữa. Tìm đáy phần đen này. Bên dưới này thì nó có cái sức sơn này. Và đây là cái phần khóa mắt. Khi em gửi hàng đi thì em sẽ kéo cái chốt nó này lên, và khi các bác nhận hàng các bác ấn nhẹ xuống thì để cho mở khóa mắt ra để chúng ta test nhé. Rồi, và sau đây thì em xin test
các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức ạ. Và chiếc đầu này thì nó về tình trạng nó cũng bình thường, cái lắp lưng thì nó có ố, cho nên là bên em mới lại nó có bay cái chữ ở đây. Bên em bán mức giá thì 1,6 triệu thôi. 1,6 triệu em bao với ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. À, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra. Nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền 100% cho các bác, và các bác đổi cho sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm có bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì có thể thanh toán giúp em. Và bên em cũng chỉ hỗ trợ sửa chữa cho các khách hàng mua hàng của bên em thôi, còn sản phẩm không phải của bên em thì bên em không hỗ trợ, mong bác thông cảm. Và bên em thì không thu mua lại hay đổi các đồ đã bán mà đồ đã dùng tại Việt Nam, bên em chỉ chuyên bán đồ bãi Nhật về thôi. Đầu thì không gắn đĩa nhé, đầu tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng cũng như đĩa nòng trắng, em test cái đĩa chép vui follow. Đấy. Đầu bên em bán ra đầu tốt, bao đầu tốt từ đĩa follow trở lên, còn đĩa chép thì em không bao. Bán nhận đĩa, các bác đeo theo phone vào để em thưởng thức ạ. Cho nó tiếng ru trẻ thơ.
đọc cực nhanh. Nhanh ạ. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì trước đầu này mắt đọc rất là tốt, chất âm hay. Và giá thì bên em bán với mức giá là 1,6 triệu đồng
em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.